À, xin chào anh em, mình là hợp. hôm nay mình có về trên tay một chiếc hamilton và đã lâu lắm rồi mình chưa về một cái mẫu mới của dòng sản phẩm này. chiếc hamilton này của mình hôm nay về sẽ đi kèm một cái hộp treo vào cây. đây là cái hộp mà chúng ta sẽ thường thấy khi mà các bạn mua ở thị trường grey market đó. chúng ta sẽ có logo hamilton ở trên cái khóa nhé và đây là màu cam. chiếc hamilton này của mình thì thuộc dòng z master open hết. và em nó thì sẽ có cái mã là H 32675540. Size của chiếc này là size 40 đó và sẽ sử dụng kính sapphire. Đó và chúng ta sẽ có cái balance wheel là Nivatron có ghi rõ đây. Những bộ máy đời mới của nhà SWAT Group thì thường bây giờ đã có những cái công nghệ mới rồi. À, khi các bạn mua thì ở trên cái tác nó sẽ hiển thị rõ. À, chiếc này thì nó sẽ có một cái màu mới mà chúng ở Việt Nam chúng ta hay gọi đó là màu xanh cổ vịt. Đó, màu này nó hơi lai lái giữa màu xanh navy và màu xanh green và thông thường thì chúng ta hay sử dụng là à, xanh cổ vịt các bạn nhé thì ở đây thì các bạn có thể thấy rõ cái màu mặt của chiếc đồng hồ này mình quay lên cho anh em nó có vừa có xanh navy vừa có xanh green đậm và nó sẽ ở phía ngoài cùng thì nó sẽ là chuyển thành màu đen còn ở giữa của chúng ta thì các sắc xanh nó sẽ nổi bật hơn À, chiếc Hamilton này có size 40 cho nên là khá là dễ đeo với anh em tay khoảng 15.5cm trở lên hoặc tay 16cm đeo là đẹp Vẫn là một cái thiết kế đặc trưng của dòng Zapp Master Open Heart Có điều là chúng ta sẽ có cái size à, Như các bạn thấy ở đây thì là cái phần Open Heart của nó vẫn trải dài từ góc 12 giờ cho xuống góc 4 giờ Và ở bên này chúng ta sẽ có thêm một phần là Open Heart nữa Đó là ở góc 7 đến 8 giờ Logo Hamilton Automatic ở góc 9 giờ nhé các bạn nhé À cọc số của chúng ta thì sẽ có những cái vạch dạ quang nhỏ và ở phía ngoài cùng thì chúng ta sẽ có một cái vòng chia 60 phút. À, chúng ta sẽ có ở đây là kính sapphire hơi cong nhẹ và kính sapphire này thì à, nó sẽ được phủ lớp chống lóa nhẹ thôi cho nên là nó vẫn có cái phần khi các bạn nhìn nhiều khi là chúng ta sẽ vẫn bị lóa như này. Phía bên phải thì chúng ta sẽ có núm chính với logo chữ H của Hamilton và ở đằng sau thì chúng ta sẽ có cái bộ máy mới. À, bộ máy trên chiếc này được phát triển từ dòng H80. Đó. Và ở đây thì các bạn sẽ thấy cái bộ máy mới này sẽ có một cái đặc điểm khác biệt đó là ở cạnh cái balance wheel này chúng ta sẽ thấy một logo chữ H đó được làm ở đây. Đó là cái khác biệt lớn, uh, khác biệt mới của dòng sản phẩm này. Thì uh, mẫu máy này sẽ có 25 chân kính, có 21.600 và chúng ta sẽ có là 80 giờ tích uh, cùng với đó là chúng ta sẽ có Nivatron. Đó. Hủ văng thì được làm theo phong cách mới của Swatch Group thì mỗi hãng thì sẽ đều có thêm cái ô hở tim như này. Đó. Ở đằng sau thì các bạn sẽ thấy những thông tin khác như độ chống nước của chiếc này là 53 và à, kính sapphire cũng như là serial number đầy đủ ở đây đi kèm với dòng sản phẩm này thì chúng ta sẽ có một sợi dây da bò được làm theo dạng à, à, như các bạn thấy là patina khá là đẹp thì ở phần này thì chúng ta sẽ có một cái phần sáng màu hơn ở phần gồ lên được làm rất là đẹp nhé Đấy, dây da bò và lúc đầu các bạn mua thì sẽ cảm giác hơi cứng nhưng đeo một thời gian thì mình nghĩ nó sẽ mềm hơn khá nhiều khóa thì chúng ta sẽ có một cái khóa xiên đó và với chiếc uh, Hamilton này hiện tại thì bên mình đang để mức giá là 19 triệu 900 cho một sản phẩm mới máy mới nhất bây giờ thì anh em nào mà có nhu cầu về chiếc Hamilton Zap Master Open Heart này thì anh em có thể liên hệ bên mình theo thông tin bên dưới video Cảm ơn anh em đã xem video và xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo của chúng tôi Xin chào và hẹn gặp lại anh em